rất là đẹp các bác. Đây, những chiếc đèn mà Cao Phong vừa mới test ánh sáng hoa văn Full HD của nó ấy. Đấy, đây là thân đèn các bác nhé. Đó, thân đèn này thì nó có bóng LED này, bóng laser này, kết hợp giữa laser và LED này, nhiều chế độ nhé. Và nó có điều khiển từ xa. Đây là những chiếc remote điều khiển từ xa. Thì trên cái thân điều khiển từ xa này nó có rất là nhiều các chế độ cho các bác có thể lựa chọn. Đây, đó là chế độ LED riêng này, laser này. Đấy, và chế độ nháy theo nhạc sẵn này. Và chế độ khi các bác mở nhạc lên là nó nháy theo nhạc hiệu ứng này. Đấy, rất là hiện đại. Và chiếc này thì các bác có thể để như này, để đứng này, hoặc các bác có thể treo lên cao. Đấy. Và đi theo phụ kiện thì gồm có dây cắm điện nguồn. Đấy, các bác chỉ cắm cái điện này vào đèn. Và đầu này các bác có cắm một điện lưới. Và nó rất là bền. Đấy, ánh sáng cực kỳ đẹp. Ánh sáng hoa văn Full HD rất là đẹp. Hoa văn cực kỳ huyền ảo. Đấy, thì các bác có nhu cầu, mời các bác liên hệ địa chỉ Cao Phong. Số điện thoại 077226096. Đấy, các bác nhìn đây rất là đẹp đúng không ạ? Đấy, với những chiếc đèn này thì các bác có thể ghép vào phòng karaoke gia đình, nghe nhạc gia đình, hoặc là kinh doanh, các quán cà phê, nhạc phòng trà, đấy, các quán bar, hoặc là các bác có thể làm đám cưới sự kiện, tức là cái phạm vi sử dụng của nó rất là rộng và cái ánh sáng của nó lan tỏa cực kỳ rộng luôn. Đấy, các bác nhìn rất là đẹp đúng không ạ? Ánh sáng của nó cực kỳ đẹp, không bị hoa mắt, không bị chói. Đấy, rất là dễ chịu. Đấy, hoa văn lung linh cực kỳ đẹp luôn đó. Và nó nhiều chế độ nhá, em chuyển chế độ này các bác nhìn, chớp theo nhạc nhá, cho các tận hưởng cái chớp theo nhạc này đó, chớp theo nhạc này.